Vâng, The Audio kính chào quý vị yêu âm thanh, âm nhạc trên toàn quốc đã trở lại kênh YouTube của The Audio, một kênh hiện cung cấp những thiết bị âm thanh hàng Mỹ do Mỹ sản xuất, nhiều những model khác nhau. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục để trở lại clip ngày hôm nay thì trước mắt quý vị và các bạn chúng ta đang xem là cấu hình của những con đẩy Crown Macrotech với model 1200. Con 1200 nằm ở phía trên cùng mà chúng ta đang nhìn thấy là ngày hôm nay thì Eldo đang thực hiện để làm một clip cũng như để test lại kiểm tra thông số kỹ thuật trước khi để gửi tới cho một bác khách quen của The Audio, bác ở thành phố Hà Nội. Lúc trước thì bác cũng đã ủng hộ bên trung tâm của The Audio những cặp 4735A CZ2. Thì ngày hôm nay bác cũng ủng hộ cho The Audio một con 1200 nữa. The Audio rất cảm ơn bác vì đã tin tưởng và bác cũng giới thiệu rất nhiều bạn bè ủng hộ cho bên trung tâm của The Audio. Những con 1200 này thì nó là hàng của Mỹ, được thiết kế chạy là 24 con sò mú vua và hai con tụ Philips màu đen. Vâng, nguồn điện chạy từ 100 đến 120V. Số tiền của dòng sản phẩm này thì bác cũng như những cặp loa trước, bác đã chuyển cho The Audio hết 100% trước khi The Audio đóng gói hàng, và con đẩy này thì bác cũng chuyển cho The Audio hết 100%. Vì vậy nên The Audio sẽ vận chuyển cho bác bằng đường xe khách. Như vậy thì nó chỉ có 2 tiếng hoặc 3 tiếng là bác đã nhận được sản phẩm mà nó đảm bảo an toàn hơn. Còn nếu gửi về bên dịch vụ thì mất 1 hoặc 2 ngày người ta mới vận chuyển được đến nhà. Thì nó lâu hơn và vận chuyển thì chắc chắn nó không an toàn bằng vận chuyển đường xe khách. Vì vậy nên The Audio sẽ gửi bằng đường xe khách cho bác vì bác đã chuyển số tiền hết 100%. Mọi nhu cầu về mua sắm cũng như để sở hữu những dòng sản phẩm của Mỹ, quý vị và các bạn hãy liên hệ với The Audio theo số điện thoại 0975600005 để được tư vấn chi tiết hơn nhiều những model khác nhau. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn cũng như bác khách hàng của The Audio cùng nghe The Audio test chất âm của những cặp của những con đẩy Crown như thế này, 1200. Vâng, tất cả đã được quý vị và các bạn chúng ta chờ thì audio
Chúng ta vừa nghe những bản nhạc nhẹ nhàng do những cục đẩy 1200 hàng của Mỹ, điện 100 đến 120V mà T-Audio test lại trước khi gửi tới cho khách của T-Audio. Bây giờ T-Audio sẽ dừng clip tại đây. Mọi nhu cầu mua sắm để sở hữu, quý vị hãy liên hệ với T-Audio để biết chi tiết về sản phẩm. Và bây giờ T-Audio xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau.